Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay đây em khá là bức xúc có một cái sự việc thế này. Có một ông khách, vị khách ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai đây mua một đôi loa Bentley của em. Đôi loa Bentley của em thì đây mã Miu đây. Thì có một cái sự việc thế này. Tức là ngày hôm nay thì tức là ngày hôm nay là đây ngày 17 tháng 9 nhá bác nhá, 17 tháng 9. Trưa nay tầm 11 rưỡi thì có một cái chị bưu tá ở làm trong cái bưu cục ở trong cái đơn này này điện cho bên cửa hàng nói rằng là cái hàng mà gửi cho khách ấy, thì khách hoàn lại mà bây giờ mất cái bao bì. Tức là đây là một cái đôi loa Bentley, một cái loa Bentley này thì bọn em là đóng thành là hai cục là trong nó đóng cục rất to, bỏ rơm rồi thùng rồi xốp rồi đóng thùng rất to, các bác đã biết rồi đấy. Một thùng là đóng riêng thùng, một thùng là đóng riêng hai cái bát đấy. Thì bảo bây giờ là chị nói là khách làm mất cái bao bì rồi, bây giờ không hoàn là không biết gửi ra đây bằng cách nào. Thế thì khi mà nghe cái sự vụ như thế thì bọn em là rất là bất ngờ. Tại vì tại sao, tức là đặt ngay là cái nghi ngờ là đây là tại sao là khách đồng kiểm xem hàng mà lại được mất được bao bì, mất được vỏ, mất hết thùng rồi. Bây giờ không bây giờ bỏ họ bảo là bây giờ gửi ra đây bằng sao được, ý là thế. Thế là bọn em đặt ngay câu hỏi là tại sao lại mất bao bì, tại sao lại mất. Thế thì bọn em mới xin cái bill này, thì xin cái tên này, thì bọn em tra thì đây cái vị khách ở đây đây Nguyễn Văn Thành, ấp 1 xã Hiệp Phước, Nhân Trạch, Đồng Nai, đặt từ ngày 23 tháng 8, đôi loa Bentley. Chứ bữa nay nếu mà tính là gần 25 ngày, nếu mà từ ngày gửi hàng thì hàng vào đến đây tức là đây họ là đến tới ngày đã giao bưu tá đi phát là ngày 28 tháng 8, tức là 5 ngày là tới rồi đây, ngày ta đã giao bưu tá đi phát 28 tháng 8, mà bữa nay các bác biết là ngày 17 tháng 8, vậy chi là nó rơi vào tầm là 20 ngày tròn bữa nay mới báo là hoàn. Cái vấn đề ở đây nếu như mà gọi là nếu như mà không mất cái bao bì á thì có lẽ là cái hàng này bọn em nó hoàn về đây có lẽ là cũng là trơn tru rồi, không vấn đề gì. Tuy nhiên là sự vụ này thì bọn em mới điều tra rằng là cái người mua hàng đây là cái người quen của cái bưu tá đi phát đây và đã đưa hàng cho cái người này sử dụng. Đấy, sử dụng trong cái thời gian rất là dài rồi. Đấy, bữa nay 20 ngày rồi. Đấy, sử dụng đưa về nhà sử dụng. Đấy, chắc có lẽ là nghe chán nghe chê hoặc là bây giờ như thế nào em không biết, tóm lại là thế. Bây giờ là ý là bây giờ không lấy được trả lại cho cái người bưu tá này. Thì bây giờ nó cái ông này ông về ông nghe ấy là ông vứt cái bao bì đi rồi, ông vứt luôn cả toàn bộ cái bao bì này, không còn cái gì cả. Bây giờ chỉ đem lại cặp loa này, bây giờ bảo bưu tá bây giờ còn lại, ý thế. Bưu tá mới bảo bây giờ người ta không nhận hàng, bây giờ gửi ra làm sao như thế nào đấy. Đấy thì về cái nguyên tắc là cái người bưu tá này là làm sai hoàn toàn những cái nghiệp vụ được đào tạo. Thứ nhất là đã đưa hàng cho khách về dùng, tức là cho khách về dùng, có khách đồng kiểm, em đồng ý là cho khách đồng kiểm, tuy nhiên là giao toàn bộ hàng cho khách không có sự chứng kiến của bưu tá ở đó trong thời gian dài không có sự chứng kiến. Và bây giờ nói thật là sai về nghiệp vụ. Bây giờ em không biết được cái tình trạng cái hàng của em bây giờ nó như thế nào, còn sống hay chết, còn lành hay vỡ như thế nào, hoặc là còn zin hay không. Đấy, thì bây giờ mất cả bao bì mất đấy rồi. Thì bọn em mới bây giờ biết được cái sự vụ này thì mới là gây áp lực cho cái người bưu tá kia. Đấy là bà đã đưa cái hàng này về cho người ta dùng, bây giờ bà sai vụ tôi sẽ làm việc với bưu cục tu kiện, tôi gọi kiện. Thì cái người bưu tá này phải điện lại cho cái ông này đấy, cái ông khách hàng này đấy. Đây vài trong khi đó em cũng đã điện đây ông khách hàng này, em đã điện trước khi mà em gọi gây áp lực các bà này thì em đã điện cho cái ông bưu tá và em cũng đã ghi âm này đây. Đây các bác nhé, em ghi âm này đây, ghi âm cuộc gọi đây, ghi âm gọi. Thì cái ông này lý do ông không nhận, bây giờ ông bảo là 7,4 triệu, cái hàng này 7,4 triệu là phải cả cước, chứ còn bao cước chưa có cước là ông không nhận, mà cước gửi từ Thanh Hóa vào cho nó bưu điện là hết 500 ngàn. Đấy, 500 ngàn. Thì đây ông ấy nhận đây, để em mở cho các bác nghe nhá. 11 giờ đây. Đây. Đâu thử anh vẫn để anh trả về, anh phải thanh toán thì người ta mới cho trả về. Đấy.
Thế cái bao bì nó ở đâu mà bên kia nó bỏ mất cái bao bì à? Đấy. Thì hôm nay thì xem những nhà đấy thì cái là nhân viên thường người ta là nó bóc nó mất ra, tại vì cái này là chỗ quen như anh thì nói nhưng mà thế nhưng mà cái giá kia thì anh lấy, còn cái giá thì nó Bây giờ cao ý vậy ông là bây giờ bắt về bớt đấy, tức là bây giờ là có cước là ông không lấy, ông gây áp lực cho em đấy. Đây này, thì là bên tôi anh bảo là đóng đi ít bao nhiêu tiền tiền bao bì tiền công anh nhanh gửi anh quan trọng gì. nhưng bây giờ anh đặt hàng bây giờ gửi vài là bao nhiêu tiền cước làm bọn em, bây giờ anh làm máy ấy, anh đặt hàng anh cọc 200.000 bây giờ vào anh không nhận hàng, anh ra thiệt hại bọn em bao nhiêu tiền cước bây giờ. Cái giá này anh xem lại trong video em nói có rõ là có cước hay không, anh xem kỹ lại đi em, bọn em sai bọn em chịu. không cước thì là anh mua hàng Anh xem lại video, anh xem video nhé. Bây giờ anh mà bảo là Vivo cước thế này thế kia có 500.000 tiền cước chứ có bao nhiêu đâu. nhưng mà vì anh mua hàng là tiền thậm chí còn phải chuyển tận nhà anh đã mất cả cái tiền vận chuyển từ bưu điện về nhà nữa rồi. Sao lại mất tiền bưu điện từ bưu điện về nhà? Từ trước cái này anh lấy hàng anh toàn phải thuê xe ra ngoài bưu điện chở thôi. Chứ hôm anh thuê xe hết bao nhiêu tiền? Hôm nào đó đến anh cái hàng của em anh đã trở về đâu, đang nói là những cái chuyến hàng trước anh lấy mua hàng Đấy, trên mạng nhiều lắm chứ đâu phải là bây giờ anh mua. em đang bắt bẻ ông đó, đấy là cái vụ này là ông đang biết là mình đấy. Em cố tình hỏi là anh có thuê xe chở về hay không thế nào đấy, đấy là em sẽ hỏi như thế để em biết được ông này là ông đã đem hàng về dùng này. Đây, sau khi mà em gây áp lực thì ông này ông nhắn tin lại cho em này, rất chi đây nhá. Đây cái này ông nhắn tin lại cho em này. Tao thấy con bưu điện nói mày không nhận lại hàng, ok tao nhận cho anh nhưng mày cẩn thận kho hàng của mày đấy này. Ông dọn này, em nhắn tin lại này, anh là người chơi xấu, chơi bẩn, chơi không đáng để người khác tôn trọng. Bên Hàng ngoài hóa thì gửi có đi nhiều về là tạp tiền, âm là nhưng công sức của mà bao chất người âm đóng khá hàng hay gửi rồi. đi, Mời không có biểu thích các tình nhận, bác và anh em lắng đấy, nghe không nhé. thích thì thôi, Vâng, cảm tiền ơn của các bọn bác em đã theo là dõi video ạ. tiền của bọn em chứ không phải là rác. Ông nói là này, chúng mày nói một giá bán một giá, mày xem lại clip đó đi, mày có nói không bao ship không hả? Đây em nói rõ đây cái clip của em nhé. Đây em nói này nha, các bác nghe clip này nhá, để em nhắc giá ít nhất 2 lần mà em nói luôn này, có nghe lại được nhá. Hay là phía sau các bác nhé, yên tâm. Rất chi là đẹp. Về cái loa Benly này thì trước khi kết thúc video thì nhắc lại cái giá bán của nó nhé. Giá bán này sẽ bán cho các bác là giá là 7.400.000 đồng giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship. Hàng này là bao đẹp cho các bác luôn đấy nhá, hàng chất cực kỳ luôn. Đấy. Em nói rõ là chưa bao gồm phí ship mà bây giờ ông bảo là em không nói mà không bao gồm phí ship nhá. Đấy ông này là rất chi là nguy hiểm. Đấy các bác bán hàng cho những cái người như thế này các bác lưu ý phải không? Lần sau là không bao giờ em lấy. Còn cái vụ này em sẽ nói thẳng với các bác là sai đâu em chịu. Tuy nhiên là đây các bác thấy không? Hàng gửi từ ngày 24 tháng 8, đặt từ ngày 23 thì 24 em là gửi rồi nhá. Ngày 28 là đã giao cho bưu tá đi phát. Đến ngày hôm nay nữa là 20 ngày mới báo hoàn. Đấy, tức là họ dùng trong cái thời gian nó rất lâu rồi. Dùng 20 ngày vứt luôn cả bao bì rồi. Đấy. Đây các bác nhá.